Nguyên Khôi xin chào tất cả quý khán thính giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay có những cái bài báo cũng rất là độc đáo, nhưng mà trước khi đọc báo thì xin chia sẻ một điều như thế này. Anh nhớ là bên Việt Nam mình khi mà người ta lên mạng, người ta có những cái điều mà nhà nước bảo rằng là chống phá nhà nước, lật đổ chế độ đó, thì là công an tới tận nhà bắt. Thì bây giờ trong nước người ta than phiền về vấn đề giáo dục, về bạo lực học đường. Nhưng mà có một cái chuyện mà chúng tôi thấy nó rất là tồi tệ, chúng tôi phải dùng cái chữ tồi tệ. Bây giờ có những người làm TikTok, người ta làm mấy cái video clip ngắn đó. Thì cũng có những cái của người lớn thì chúng tôi không nói rồi. Những cái mẫu chuyện của người lớn, xin lỗi quý vị, nó có những câu chuyện vui mà ta gọi là nó mặn đó. Nó có liên quan tới vấn đề chăn gối nữa. Mà người ta diễn, người ta mang cả trẻ con vô. Thưa quý vị, chúng tôi đó là vấn đề rất là tồi tệ. Và khi chúng tôi đi uống cà phê thì xin lỗi quý vị, có một người bạn, người ta quá bực đi, người ta bảo đây là một cái lối giáo dục mất dạy. Không thể nào để cho trẻ con nó vướng vào những cái chuyện của người lớn mà bắt nó diễn anh. Mà nó cười một cách rất là sảng khoái. Cái thứ hai nữa đó, bây giờ là có những cái video clip, những cái TikTok là làm cái màn là trong một lớp học, cô giáo hỏi học trò. Học trò nó trả lời quanh co, và xin lỗi quý vị, nó trả lời theo cái lối mà ranh mảnh và láo cá. Thì người ta xem đó là cái sự thông minh của trẻ con. Thưa quý vị, đó là cái sự xuống cấp trầm trọng của giáo dục đạo đức Việt Nam. Và thưa quý vị, nếu mà đảng và nhà nước, đặc biệt là bên ngành giáo dục, là bên văn hóa thông tin, thấy được cái chuyện đó, thì thay vì người ta lên người ta nói phê bình ông chủ tịch, ông bí thư thì bảo là nói xấu cán bộ, bắt người ta. Người ta có những điều người ta phê phán về chế độ thì bảo người ta phản động. Trong khi đó người ta mang trẻ con ra để người ta làm những cái chuyện nó xấu xa như thế, không ai nói năng gì cả. Tại vì nói nó có ra tiền thôi. Nó quá ư là tồi tệ. Những người có trách nhiệm họ đâu có, họ thấy là họ làm những cái chuyện đó thì thứ nhất là nhiều khi gặp phản ứng ngược. Hoặc thứ hai đó là cái thực tế đó, tại sao tôi phải dính vào những sự rõ, nó đâu có đem đến cái quyền lợi, đâu có đem đến tiền bạc cho cá nhân tôi hay là cho phe nhóm của tôi đâu. Hay là cái đó là người ta chỉ làm khi nào có lợi cho người ta, và không có lợi cho người ta thì người ta hay là cái đó là cái biểu hiện của đạo đức cách mạng. Cũng có thể cách mạng có thể. Tôi bây giờ tôi đọc trước nha. Rồi mời anh. Dạ vâng, tuần này tôi xin lỗi, tôi đọc trước là tại vì có cái bài báo này cũng hay, nó có bức báo xúc tuổi trẻ. Tại sao nhà nước phải thu hồi đất, không để dân và doanh nghiệp tự thương lượng? Nhiều đại biểu quốc hội đề xuất luật hạn chế tối đa những dự án nhà nước đứng ra thu hồi đất, để các dự án kinh tế xã hội cho người dân và nhà đầu tư tự thương lượng theo giá thị trường. Thực sự đây là một ý kiến rất là hay. Tôi phải công nhận là cái người đề xuất ý kiến này rất là hay, cái thắc mắc này rất là hay. Là tại sao từ trước đến bây giờ, những cái dự án mà không nói dự án về quốc phòng, dự án về cái ích lợi chung của kinh tế chung của cả nước á, thì nhà nước đứng ra thu hồi đất thì cái đó hợp lý. Còn đây chỉ là cái đất, đang là cái đất nó chuyển đổi cái mục đích làm xây nhà để bán lại, tức là hoàn toàn có tính cách là kinh doanh. Thì tại sao những cái đó nhà nước phải dính vào làm gì? Để rồi mang tiếng. Cho đến bây giờ bao nhiêu cán bộ phải đi tù, dính vào để đi tù, dính vào để làm gì bây giờ, để mang tiếng là bóc lột dân, để cho dân phải bóc lột sẵn rõ ràng cho mang tiếng. Thì tôi cứ nói như vậy, tức là dân phải oán than, và đã xảy ra nhiều cái rất là tiêu cực trong xã hội. Có nhiều người đi, anh cũng biết rồi, nhiều người đi kiện cáo mấy chục năm trời. Thì bây giờ người ta đến lúc này thì người ta bắt đầu, các ông, một số ông dân biểu, không, ông nào cũng hay, ông đưa ra cái thắc mắc đó và được nhiều người cũng phải tán đồng cái ý kiến này. Những cái dự án có tính cách kinh tế thì để cho tư nhân họ tự thương lượng. Anh muốn xây nhà cái khu đất này, anh thấy khu đất này và anh muốn mua lại cái miếng đất, thì anh ấy thương lượng với chủ nhân của cái miếng đất đó, phải không ạ? Rồi anh xây nhà, tại sao là phải nhà nước đứng ra tịch thu đất hay là giải phóng đất rồi giao cho con này cho kia? Nó không người, hợp lý. Mấy người này nói như thế là không hiểu về cái chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. Anh biết, nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Nếu mà cái bao nhiêu năm đời ta có đảng, bất cứ cái chỗ nào cũng phải có đảng. Thì có đảng nó mới tạo được cái cơ ngơi như ngày hôm nay. Nếu mà đảng mà không thưa anh, nếu bây giờ không có để cho nhà nước dính vô, không để cán bộ dính vô, thì lấy tiền đâu mà cho con đi du học nước ngoài? Lấy tiền đâu mà cho mua nhà mua cửa đó? Tức là đảng ta thấy cái điều đó. Ta và đảng ngày xưa nó chúng tôi đi chiến đấu là để cho cái
đất nước này. Ừ. Thì bây giờ chỗ nào có đất là có cán bộ để mà càng còn non còn nước còn người, thắng giặc Mỹ ta lại xây dựng hơn 10 ngày nay. Ừ. Thảo nào người ta hay bại nói xấu đảng và nhà nước. Tôi đâu có nói xấu, tôi bình vực. Đó là cái chủ trương đường lối của đảng. Nhưng mà như thế này để cho tôi trở lại với câu chuyện này. Thì đáng nhẽ cái chuyện này nó phải làm ngay từ lúc đầu. Đáng nhẽ là người ta làm đã, khi nó bắt đầu có những cái gọi là những công trình, những cái xây dựng, những cái mà thu hồi đất, những cái mà giải phóng mặt bằng, đã nhà nước đã phải để cho tư nhân và doanh nghiệp họ thương lượng với nhau, họ làm điều với nhau. Còn bây giờ để dính vào thì bây giờ lỡ rồi, dù sao đi nữa trễ muộn cũng còn hơn không. Để thứ nhất, để thứ hai nữa, tại sao đến bây giờ họ mới nêu ra cái này là tôi muốn nói này. À, tại sao ạ? Tại vì đất vàng nó ăn hết rồi. Những khu đất đẹp ấy, nó xả hết rồi. Bây giờ đến cái thứ mà từ đất vàng đến đất bạc, bây giờ đồng, nhiều khi đến chì thì bắt đầu nó với nhân dân, nó với chia, nó để cho nhân dân. Xin lỗi quý vị, mới đọc cái câu đầu thì Nguyên Khổ bảo khen cái ông này có ý kiến hay. À, nhưng mà khi mà đọc mà vừa suy nghĩ lại thì tôi quên, còn bè một đứa còn gì đâu, còn gì đâu, tất bạn ra ăn hết, nó chia chắc với nhau, nó không đồng đều, bây giờ nó đưa nhau ra tòa, đưa nhau vào tù, vân vân rồi ai biết chuyện, nó lùm xùm cả nước rồi. Thế bây giờ những cái đất mà bây giờ nó không còn đẹp lắm, nó không còn tốt lắm, hay là nó tệ hại thì để cho người dân tự thương lượng với nhau. Thế cho nên anh biết làm phận người dân dưới xã hội chủ nghĩa không khó, chứ không phải dễ đâu. Thì với như thế nên bạn rằng là đảng và nhà nước dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng qua bao nhiêu cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân, chống đế quốc vân 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 vân, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, cuối cùng nhân dân chả được cái gì cả, ăn hết rồi, ăn hết cuối cùng bây giờ có khúc xương, nó còn cái bã, lúc nào mới nghĩ tới nhân dân. Đây thưa quý vị, có một cái việc mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi cần phải tranh đấu cho nữ quyền. Báo Thanh Niên có bài báo như thế này: nữ thiếu tá công an gây tai nạn có biểu hiện say xỉn bị cách chức. Thưa quý vị, người ta dùng có biểu hiện say xỉn, nhưng mà chúng tôi xem cái video clip thì cái biểu hiện này nó khó thấy lắm. Tức là bà ói lên xe luôn. Và thưa quý vị, cái bài báo này á, tôi cứ biết tôi xem lại cái ông tổng biên tập báo Thanh Niên là ông nào viết cái bài báo mà nó cũng gian manh trong này nữa. Nữ thiếu tá công an gây tai nạn có biểu hiện sẽ chỉ bị cách chức, mà cuối cùng dưới thì bị giáng chức. Cách chức và giáng chức nó khác nhau. Nhau vậy. Thì công an tỉnh Gia Lai vừa có hình thức kỷ luật cách chức đối với nữ thiếu tá Trần Thị Luận, người có va chạm giao thông vào ngày 28 tháng 10 trên địa bàn thành phố Pleiku, gọi là va chạm giao thông. Nó đã vi phạm luật giao thông, thiếu tá uống rượu lái xe xỉn mà va chạm đúng giao thông đụng người ta. Đấy, quý vị thấy cái sự gian trá nó từ cái chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cái bà này bây giờ là bởi vì như thế, bây giờ báo đăng thì là cách chức, nhưng mà cái câu cuối cùng đây này, đây: ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra cụ thể nguyên nhân vụ việc để có cơ sở xử lý, đồng thời đã kỷ luật thiếu tá Trần Thị Luận với hình thức cách chức đội trưởng đội thi hành án, nhưng mà giáng chức xuống làm phó đội trưởng. Thưa quý vị có thấy ma le cho đó không? Cách người dân người ta đọc báo cho nó là cái này đuổi ra khỏi ngành luôn. Anh là công an mà, xin lỗi chị là công an mà, cái này để là cách chức. Thôi, mới đọc tới đó, nếu như những người nào mà không có thì giờ đọc báo, chà ghê ha, luật pháp rất là nghiêm minh, bà này. Cách chức đội trưởng rồi giáng chức xuống làm phó đội trưởng. Theo anh thì không có nghiêm minh, luật pháp nghiêm minh thì tôi nghĩ là bây giờ nó đang xỉn quá, cho tôi làm phó đội trưởng, mà muốn tôi tỉnh tôi lên tôi làm đội trưởng trở lại. Nhưng mà anh đúng rồi, anh mở đầu cái bài báo này anh có nói tới là anh nói về vấn đề nữ quyền là như thế này, tức là quan cái bài báo này như thế nào thì tôi nói thế này thôi, nói thì nói như thế, nhưng mà mình nói đi thì phải nghĩ lại rồi thôi. Thì nữ chứ cũng phải cho ta nhậu chút. Nữ quyền là như vậy, nữ quyền là như vậy. Các ông cứ nhậu, các ông cứ đi nhậu, mà không cho đàn bà chúng tôi nhậu à? Mà tôi là thiếu tá, nhưng mà tôi cũng là con người chứ. Cho nên là về cái vấn đề mà bà là thiếu tá, bà vi phạm luật thì cách chức đội trưởng để giáng chức đội phó. Cái tức nó nặng quá nặng. Về nữ quyền thì là, tại vì bây giờ chúng tôi được biết là ở Việt Nam bây giờ phụ nữ người ta nhậu ghê lắm. Đàn bà gái Việt Nam bây giờ là rủ nhau đi nhậu.
Chúng tôi thì qua một người bạn quen mới về Việt Nam sang, trời ơi bây giờ Việt Nam mấy bà rủ nhau đi nhậu mà. Và chúng tôi có từng xem video clip á, là có mấy cô trẻ lắm, ta để ở dưới là một cái tờ giấy bạc, chúng tôi không biết là mệnh giá là bao nhiêu, hình như là có khi tới cả mấy trăm ngàn á, thì trên là một cái ly rượu, thì thách thức uống một ly lấy một tờ, uống ly lấy một tờ. Thế thì tôi đã xem một cái video clip là tới cái tờ cuối cùng á, thì không biết cô bỏ tiền vô túi được chưa, là coi như rớt cái đùng luôn. Nhưng mà gọi say nhưng mà không có quắc cần câu, bởi phụ nữ mà. Ok, thôi mình nói chuyện nghiêm trọng. Hoàng Tuấn thì tụi anh cũng nguyên thuyền quá. Báo Tuổi Trẻ, đại biểu Quốc hội tranh luận việc, trong hoạt kép này, thảo luận nhưng lấy giấy ra đọc mỗi hướng khác nhau. Chúng ta gọi là thảo luận nhưng mỗi người lấy giấy ra đọc mỗi hướng khác nhau. Đề nghị đổi mới phương thức thảo luận. Đại biểu Lê Thanh Vân nêu quan điểm, Quốc hội đang họp trong nước mà, cho nên anh thấy vừa rồi mình đọc cái bài báo liên quan tới cái vụ mà thương lượng đất đai đó, bây giờ cũng là đại biểu Quốc hội, ông khác nói vấn đề mà thảo luận. Thế mà thưa quý vị, trong Quốc hội Việt Nam họ thảo luận rất là hay, tức là đến phần tôi ghi danh để được phát biểu ý kiến thì anh Hoàng Tuấn là người nêu ra cái đề tài đó. Anh nêu ra đề tài là bây giờ đi học có phải đóng bảo hiểm hay không, thí dụ như vậy. Thì tôi sẽ lên ý kiến phát biểu, thì thay vì tôi đi vào cái đề tài để thảo luận với anh, để nói chuyện với anh, để đưa ra ý kiến của tôi về cái đề tài anh nêu ra, thì tôi lại rút trong túi ra một tờ đã viết sẵn rồi và nó liên quan tới cái chuyện là uống rượu. Cho nên cái đề tài đang thảo luận, còn cái câu chuyện mà tôi đã soạn sẵn cái bài viết là nữ giới có nên uống rượu hay không, và nếu uống rượu thì tới nước nào đó dừng lại, hoặc là công an có nên uống rượu hay không, nó chẳng ăn nhập gì cái đề tài mà anh nêu ra cả. Đó là cái chuyện đang xảy ra tại những buổi thảo luận quốc hội. Cái lỗi là cái ông mà đưa đề tài thảo luận. Sao vậy? Trước khi mình thảo luận mình phải tham khảo các đồng chí. Ê, viết cái gì đó? Hôm nay ông viết cái gì á? Để tôi nói cho nó đúng. Nó thiếu sự nhất quán trong cách làm việc. Thế rất là lố bình, rất là buồn cười. Rất là buồn cười quốc hội. Một cái quốc hội đúng là Việt Nam, người ta bảo cái quốc hội là quốc hội bù nhìn, nó như vậy. Thế không khéo, tôi sợ khi móc tờ giấy ra là nó là hai bó hành, một bó ngò, mấy trái ớt. Vợ dặn hả? Vợ nó dặn. Vợ nó dặn đi chợ, thế là hỏng. Thưa quý vị, đại biểu quốc hội mà đến độ mà người ta phải lên tiếng như thế này thì chứng tỏ những cái buổi thảo luận đó nó có giá trị hay không, nó có thì thực tế hay không. Rồi quốc hội Việt Nam tôi không biết nữa. Tự nhiên cứ bảo tôi biết, tôi chỉ biết gù cho nó vui thôi. Bây giờ tôi mới biết. Thế mấy ông ấy chỉ vô nè, cho nên cái nhiều nói hồi có những ông là ông đi họp ông liên tục đồng ý nè. Tôi là ai nói chung nói hết rồi ngồi. Các đồng chí có ý kiến như thế nào đồng ý không? Cái đầu cái bên là không bao giờ lắc đầu cả, nghĩa là cái sự thống nhất ở chỗ là chỗ đó, tức là mọi người đều có là đồng một ý kiến với nhau. Cái điều anh nói là anh cái điều anh vừa nói là những cái điều mà người dân nói thôi, còn đây là tôi đọc báo nào mà. Thì theo tôi biết là không, mấy ông là cứ ngồi như thế này, ý kiến đồng chí như thế nào? Đồng ý. Liên tục đồng ý. Rồi có lẽ chúng ta tạm ngưng phần 1 đến hả? Và chúng ta sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Cảm ơn quý vị. Chiếc Lexus RX dành cho các gia đình hiện đại. Được 2.000 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2022 RX 350 All Wheel Drive. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa.
Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp, 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Làm đại biểu quốc hội cũng vui chứ hả? Vui chứ tôi thấy. Nhưng mà tôi nhớ là hồi mấy năm trước mình có đọc báo là muốn vô một cái chương đại biểu quốc hội cũng phải tốn nhiều tiền. Tốn nhiều tiền lắm nhờ, có những người bỏ ra bao nhiêu triệu. Cho nên là đất nước mình có nhiều cái cũng ngộ ha. Ừ. Nghĩa là cái gì cũng là do dân, vì dân, tất cả các thứ mà làm đại biểu quốc hội mà phải tốn tiền nhiều thế. cũng lạ, tính bạc triệu chứ không phải lẽ. Mà thực sự là như ở Mỹ này, ứng cử vào một chức vụ cho quốc hội tiểu bang hay quốc hội liên bang cũng tốn nhiều tiền lắm, cho nên phải đi vận động rất là nhiều. Nhưng mà cái vận động, những cái mục mà người ta chi ấy, nó rõ ràng tốn tiền là gì. Vận động tranh cử, tranh cử được quảng cáo trên truyền hình, trên radio, rồi in flyer, rồi bây giờ thêm quảng cáo trên mạng, rồi đi tiếp xúc người này gặp gỡ người kia, tôi nhận, tiền nó rõ ràng. Còn kia cũng vận động, nhưng mà vận động cấp trên, vận động bỏ túi, lót tay lót chân. Rồi. Thưa quý vị, xin lỗi, lúc nãy chúng tôi đọc cái bài báo và về cái cô thiếu tá đó thì chúng tôi thiếu sót, không khéo là người ta bảo là chúng tôi nói mà không có cần chứng. Thì trong bài báo nó có như thế này: lúc xảy ra tai nạn giao thông, một số người dân đã quay lại clip sau đó phát trên mạng. Thưa quý vị, cái mạng xã hội bây giờ nó hại quá, nó phiền nhiễu quá. Đáng chú ý, lúc này nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn. Khi cảnh sát giao thông đến hiện trường, còn chứng kiến bà Luận không thể bước ra ngoài mà còn ói luôn đúng xe ô tô của mình. Vụ việc có sự chứng kiến của đông người. Và cái này mới hay nè anh à. Hai vụ va chạm giao thông liên tiếp do xe ô tô của bà Luận đã gây ra hư hỏng phương tiện. Không có gì thiệt hại về người. Thấy khi viết về công an, chữ nghĩa người ta dùng nó khác nè. Hư hỏng phương tiện. Rồi giao thông va chạm trên phương tiện là có biểu hiện say xỉn, tức là biểu hiện thôi. Tức là khi mà bước ra không được mà cho chó ăn chè, đó là biểu hiện. Nên là cái này mà đem ra xử đó là đúng rồi. Tôi có biểu hiện say xỉn, tôi đâu có xỉn đâu. Anh thấy gương nhờ tôi đấy, phải nói là cái từ ngữ báo chí người ta dùng bây giờ nó hay quá nè. Tôi nghĩ là nó cũng không thua gì những cái công trình như mà của mấy ông giáo sư mà vuông vuông tròn tròn méo méo rồi là chữ cắt chữ cho nó gọn lại đó. Tôi dùng chữ hay quá, phải nói là quá hay. Có biểu hiện say xỉn, tức là đi ra không nổi ói trong xe mà chỉ có biểu hiện say xỉn thôi chứ không phải say. Rồi bây giờ anh có bài nào không? Dạ nhiều lắm, tuần này rất là nhiều bài. Tôi chỉ bổ túc về cái chuyện mà bài thiếu tá thôi. Ở tuổi trẻ, đây là cái chuyện Hà Nội. Cứ mưa là ngập. Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm triển khai dự án. Tôi tưởng đâu, cứ mưa là ngập, bí thư Hà Nội yêu cầu không mưa nữa. Cái đoạn này bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải làm rõ những nguyên nhân cả chủ quan và khách quan để xảy ra tình trạng úng ngập như hiện nay tại thủ đô, đặc biệt là việc gắn trách nhiệm cho người đứng đầu khi chậm triển khai các dự án tiêu thoát nước. Sáng 2 tháng 11 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 9 để họp bàn cho ý kiến vào 3 nội dung quan trọng. Thì một trong 3 nội dung đó là cái vấn đề mà cứ mưa là ngập. Hay chỗ đó, hay chỗ, anh thấy nó hay không? Ở Hà Nội mình rất là hay. Không mưa là không ngập.
mà cứ mưa là ngập. Bình thường là nó không, nếu mà trời nắng thì nó không ngập. Mà anh thấy nước á, mà nó tiêu thoát nó khó, dạ. Số tiền nó tiêu nhanh. Thì đọc hết bài báo là người ta biết rồi, rất là phải nói cái ông không, tôi không biết là cái ông Bí thư Hà Nội bây giờ, ông Thành ủy Hà Nội bây giờ ông mới là ông nào đây, tôi cứ thay đổi hoài chẳng nhớ nữa. Nhưng mà ông này tôi phải đặt tên ông là thí dụ Hồng Nguyễn là Nguyễn Loay Hoay, người ta mới đọc nguyên cái bài này, chính ông ấy cũng không đưa ra được một cái kế hoạch nào để giải quyết cái tình trạng này. Thế bây giờ ông lại bảo là giao cho những người đứng đầu, những cái cơ quan, dự án, những người làm rõ trách nhiệm, phải làm rõ trách nhiệm, và cái người đứng đầu cái cơ quan đó hay là cái địa phương đó phải chịu trách nhiệm về công việc mà thoát nước. Mà chính cả nước, và đặc biệt là hai nơi mà lớn nhất là ở bên Sài Gòn và bên Hà Nội, là cứ mưa là gặp chuyện đó nó xảy ra thường xuyên, và càng ngày nó càng trầm trọng hơn, và người ta không có cách nào giải quyết cả. Thì cho đến bây giờ chính ông cũng không biết giải quyết như thế nào, nó không biết, ông đã chỉ cho người ta rồi. Thưa với anh, không phải là không biết cách giải quyết. Một vấn đề rất là rõ như thế này, tại sao người ta có những cái công trình 5 tỷ, 10 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ, người ta làm ra rồi đắp chiếu, làm ra rồi đắp chiếu. Và trong khi đó tất cả những cái công trình mà đắp chiếu đó, dùng cái số tiền đó mà làm là cái hệ thống thoát nước của Hà Nội, chúng tôi nghĩ làm 10 cái hệ thống nó cũng đủ nữa. Nhưng mà bởi vì sao? Làm cái hệ thống thoát nước đó nó không có tiền. Nó không ra tiền hả? Nó không ra tiền. Không bỏ túi đó, còn những cái công trình đắp chiếu đó nó mới có tiền. Thực sự ra thì trước đây người ta có nhiều lần đã có nhiều kế hoạch khác nhau làm rồi, cuối cùng cũng không thành công, mua hết máy bơm này đến máy bơm kia. Nó là sự dốt nát trong quản lý chứ còn gì nữa. Nhưng mà thưa anh, thủ đô nha, chứ không phải là nơi nào khác. Và trong thời kỳ chiến tranh thì ôi rồi đó là Mỹ nó ném bom, nó phá hoại rồi, mình không có không có điều kiện. Và sau khi mà sau năm 75 rồi, Mỹ Ngụy nó để lại những gánh nặng, mà đến nỗi mà gánh nặng mà gánh không nổi phải lấy xe chở về. Mỹ Ngụy để quá nhiều gánh nặng mà gánh không nổi phải lấy xe chở về ngoài Bắc đó. Cho hỏi cho tới bây giờ mà ngay cả cái thủ đô là cái bộ mặt đó, mà cái hệ thống thoát nước làm không xong, mà tiền thì bao nhiêu nó cũng thoát hết. Đấy, mà cứ bảo là ca ngợi là mình giỏi. Thưa quý vị, những cái chuyện đó để chúng ta thấy được cái trình độ quản lý đất nước và cái trách nhiệm nó không có. Chứ nếu thực sự người ta có tâm thì sẽ không có những cái công trình mà cả ngàn ngàn tỷ mà đắp chiếu. Ví dụ một cái chuyện đơn giản như thế này là đây, ở Thanh Hóa có lò đốt rác, nó có 5 tỷ thôi. Cái lò đốt rác nó biến thành bãi rác. Thưa quý vị, cái lò đốt rác để làm gì? Để làm cho tiêu, cho rác nó đốt cháy để cho nó là sạch sẽ. Bây giờ nó trở thành một cái bãi rác, nó làm ô nhiễm môi trường. Mà cái này đầu tư hơn 5 tỷ, nhưng chỉ sau 4 năm đi vào hoạt động, lò đốt rác của một xã ven biển ở Thanh Hóa đã phải đắp chiếu vì lý do xuống cấp nghiêm trọng và lượng rác vượt quá công suất. Không biết người ta làm một cái lò đốt rác, người ta phải tính à như thế nào, và công trình đầu tư từ nguồn ngân sách của xã. Thì bây giờ là coi như rác, bây giờ dân chịu không nổi, nên bây giờ nó ô nhiễm quá, nó ngập nước. Và bây giờ là nó nằm ngay, bây giờ để tìm hướng xử lý cho công trình này đó. Ủy ban nhân dân xã Hòa Lộc cho biết sẽ báo cáo lên huyện để tìm phương án. Thì quý vị, lúc đó báo lên huyện để tìm phương án, huyện nó tìm không ra, nó lại báo cáo lên tỉnh để tìm phương án. Rồi tỉnh nó lại báo cáo lên trung ương, chịu thua, không hiểu được. Có 5 tỷ, thưa quý vị, nếu mà so với cái tài sản quốc gia thì 5 tỷ không là bao nhiêu nè. Và một cái công trình như thế không phải là cái quy mô nó quá lớn để mà không quản lý được. Nó đốt rác bây giờ, rác phải mang đi chỗ khác. Tại chỗ này bây giờ rác nó thối quá. Chịu thua. Có một chuyện mà trong tuần lễ vừa qua cũng nhiều người chú ý, và báo nào cũng đăng tin là cái vụ mà cái ấn vàng của vua Bảo Đại mang bán đấu giá ở bên Tây á. Rồi Việt Nam mình, chính phủ Việt Nam mình ngỏ ý là muốn mua lại, mua lại nào là không đang đấu giá nữa, mua lại giao cho ông Trọng ha. Thì cái vấn đề nhiều người ta đặt ra cái thắc mắc là thời đó lúc vua Bảo Đại thoái vị đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cử ông có Trần Huy Liệu với ông nào nữa vào để nhận cái ấn vàng vua. Ông còn kể lại cái chuyện là nhận, và cái ấn vàng nó rất là nặng, ông không ngờ nó nặng như vậy, tại vì nó nặng gần tới 10 ký vàng ròng mà nguyên mà. Rồi nhận rồi, rõ ràng lịch sử đảng nó có ghi lại chuyện đó. Sao bây giờ sao đâu lại
giờ sau đó lại chạy sang Pháp rồi. Ủa? Nó mang ra đấu giá. Ủa, mình là đại diện cho chính phủ, cho cách mạng, mình nhận cái ấn. Ừ. Chẳng lẽ mình đi bán chợ đen à? Cái đó tôi không biết. Ủa, thế ra ngày xưa mà tôi cố ý gắng tôi đọc với cái bài báo thì hỏi các đồng chí mình ngày tại vì người ta thắc mắc nhiều lắm. À, ở trong nước người ta thắc mắc nhiều lắm. Cái hồi đó rõ ràng lịch sử bây giờ mới có nhận đàng hoàng mà bây giờ nó lại bán bên Pháp, mà nó bán bên Pháp cho nên nhiều người thắc mắc là sao vậy? Cái thằng nào nó đi chợ đen nó chui to vào trong chính phủ. Cái thằng hơi khó xử đấy. Có người ta lấy ý kiến lại đang họp đại quốc hội mà. Có một đại biểu lấy ý kiến là dùng phải thuốc giả nhưng người dân không được đền bù là chưa thỏa đáng. Ông này nói câu này đúng. Anh biết là cái thời gian vừa rồi thuốc giả nhiều, thuốc này là thuốc chữa ung thư, chức đủ thứ bệnh này bệnh kia, và những người mà mang thuốc giả vào nó phải ra tòa, nó phải đi tù vân 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 vân. Thứ trưởng mất chức và bộ trưởng cũng mang tiếng rất là nhiều cái chuyện đó. Bộ trưởng Bộ Y tế thì muốn nói như vậy, nhưng mà người ta chỉ nói nhiều đó là người ta chấm dứt. Thế còn số phận của những người dân mua phải thuốc giả, mà ngay cả bệnh viện cũng mua phải thuốc giả, tại vì Bộ Y tế đã chuẩn thuận rồi mà, cho phép bán mà. Mà bây giờ bệnh viện cũng mua thuốc giả rồi cấp cho bệnh nhân, bệnh nhân cũng mua phải thuốc giả uống, rồi bây giờ nó có hại cho sức khỏe, tốn tiền mà hại cho sức khỏe, thì không thấy nói tới một cái gì là có đền cho những người đó hay không. Tôi nghĩ là không hại cho sức khỏe đâu anh. Sao vậy? Bởi vì thuốc giả nó lấy ba cái bột khoai mì không uống vô đó, nghĩa là nó tức là theo vấn đề luật pháp á, anh uống thuốc này nó không hết bệnh nhưng mà nó không tạo thêm bệnh, bởi vì thuốc này nó là bột mì. Không, thuốc này nó cũng giả nhưng mà nó giả độc cơ chứ, giả cái độ mà phải ra tòa đó. Mà chẳng thể thấy nói tới cái số phận hay là cái thiệt hại của những người dân. Người dân thì người ta hoàn toàn vô tội và người ta mua những thứ đó, người ta uống là ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, sức khỏe đã ảnh hưởng đến cái sinh hoạt gia đình của người ta và ảnh hưởng cái vấn đề tài chính của người ta, đâu có rẻ đâu anh, thúc mắc lắm. Mà khi anh nói tới đây thì tự nhiên tôi lại nghĩ tới vấn đề sâu xa hơn và nó lớn lao hơn. Đó là bây giờ y tế đó thì làm thuốc giả, giáo dục thì bằng giả. Tới cái vụ mà cứu người những chuyến bay cứu người vấn đề dịch đi về Việt Nam đó, chuyến bay gọi là chuyến bay giải cứu đó, thì cũng là bóc lột người ta. Bây giờ người ta điều tra ra mấy cái resort rồi cũng cứ dính dáng tới, rồi nên là bên công an chống buôn lậu thì buôn lậu. Thì tôi mới nghĩ là có một câu là vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Mà sao nó khi mà anh trồng đó, anh trồng trọt cái gì mà ra toàn là cái cây nó hư rồi sâu, trái nó hư nó thối, thì mình phải xem lại chứ hả? Thế thì bây giờ bác nói như thế, mặc dù cái câu đó là bác thuộc của người ta, không phải của bác, mà mình cứ đọc rồi đọc kinh vì lợi ích 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Ủa như thế thì mình bác trồng sao vậy? Thì ngay cái câu đó bác đã trồng, bác đã ăn cắp người ta, bác đảng trồng của mình trồng người sao mà trồng mà là bao nhiêu năm đời ta có đảng mà trồng ra toàn là cái thứ thối không là sao? Cái này cũng khó hiểu nữa. Có những bài báo khác nữa lại đi tù, cựu thứ trưởng Cao Minh Quang sắp hầu tòa vụ thất thoát 3.800.000 đô la. Ui giời, có 3.800.000 đô la mà nhầm nhỏ. Nhưng mà lại thêm một ông cựu phó, ông cựu thứ trưởng sắp ra tòa, vân vân. Mấy ông mua nhà ở Mỹ cả mấy triệu mà ông còn mua nổi mà. Dự án hơn 100 tỷ đồng án binh bất động. Theo tìm hiểu tháng 8 ngày 2 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường xanh miền Trung thuê hơn 4 hecta đất tại hai xã Quảng Lưu và Quảng Tiến để thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn với tổng mức đầu tư thời điểm đó là 131 tỷ đồng. Dự án có công suất xử lý 200 tấn rác thải mỗi ngày và cho đến bây giờ, tức là từ năm 2017 cho đến bây giờ hơn 5 năm rồi thì vẫn bất động, vẫn nằm yên này. Nó không có trùng mền nhé. Nhưng bất động. Mền rồi. Nó không có đắp chiếu. Trời, bây giờ không đủ thì giờ có cái tựa đề này hay quá. Ông Nguyễn Thiện Nhân nên có cơ chế để dưới nói thì trên nghe. Tôi hồi xưa giờ cái bảo là trên bảo dưới không nghe, thế bây giờ bảo là dưới nói trên nghe, thì quý vị tôi nghĩ cái này nguy hiểm đó. Trên bảo dưới nó không nghe thì nhà cửa nó còn yên, chứ còn
dưới bảo mà thằng dưới bảo thằng trên nó nghe coi như tan nhà nát cửa. Thằng dưới đông mà nghe đủ mọi ý kiến khác nhau được sao đâu, không mà thằng dưới nó nghe đó mà nó xuống lên thằng trên hay làm bậy lắm. Thì quý vị chỉ ra nhiều bất cập trong các quy định chính, trong quy định về chính sách là gây ra điểm nghẽn với các bệnh viện công. Thì bây giờ nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị nên có cơ chế dưới nói thì trên nghe, thì người dân người ta nó bảo hồi xưa tới giờ trên bảo dưới nó còn không nghe, bây giờ dưới bảo trên nghe. Thì trước bây giờ mấy ông bảo mấy ông bảo mới lắng nghe ý kiến của dân chúng là nghe ai. Nhưng mà chúng tôi quý vị, với tư cách của một người đàn ông thì tôi lo lắm. Vì trên bảo dưới không nghe thì thôi nó cũng không sao, nhưng mà còn mà dưới bảo mà thằng trên nghe là tan nhà nát cửa. Tuấn ơi, cũng không có ý kiến, cũng không có ý kiến để lấy ý kiến riêng của anh Hoàng Tuấn, không đại diện cho chương trình Đọc Báo Mèo. Tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị, chào tạm biệt quý vị.